Gala Tết quê hương Tết là nơi để về sẽ phát sóng vào đêm 30 tháng Chạp và đêm mùng 1 Tết. Chương trình do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông Oscar, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức. Trao đổi với nhóm phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, một số nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Tùng Dương đã rất ấn tượng với nội dung Gala Tết quê hương Tết là nơi để về. Sau đây là những chia sẻ của các nghệ sĩ. Hôm nay Minh Quân được tham gia chương trình Tết quê hương thì Minh Quân rất là hạnh phúc và rất là vui khi được tham gia một chương trình rất ý nghĩa này. Và cũng nhân dịp xuân về thì Minh Quân xin chúc quý vị khán giả, chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, thật nhiều hạnh phúc. Minh Quân nghĩ rằng chương trình được phát vào đúng ngày mùng 1 Tết rồi đêm giao thừa những ngày đầu năm sẽ là một món quà rất ý nghĩa, một món quà mà tất cả những người làm chương trình, kể cả các nghệ sĩ này rồi các anh chị em biên tập viên của đài muốn gửi tới quý vị nhân dịp đầu năm mới. Rất mong quý vị sẽ cùng ủng hộ theo dõi và cùng nhấn like theo dõi chương trình. Thanh Lam đã chọn những cái bài hát về mùa xuân rất là tuyệt vời để dành tặng cho quý vị khán giả mùa xuân 2024. Thanh Lam xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng. Lê Trang rất là vinh dự khi được tham dự trong một chương trình rất là tuyệt vời, xuân hạnh phúc, Tết sum vầy. Và chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đón một mùa xuân năm mới. Cho phép Lê Trang xin được chúc toàn thể quý vị khán giả sẽ có một mùa xuân thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Cảm xúc của Lê Trang cảm thấy rất là vui và rất là vinh hạnh. Bởi vì mỗi một thời khắc giao thừa đến thì chúng ta luôn luôn cảm thấy có một gì đó nó thôi thúc ở trong trái tim. Và thực sự được góp mặt trong một chương trình Xuân Yêu Thương, Xuân Hạnh Phúc Gala Tết như thế này thì đó là một niềm vinh dự. Hy vọng rằng những lời ca, tiếng hát của những nghệ sĩ đem lại trong chương trình ngày hôm nay sẽ đem lại cho quý vị những cảm xúc, những hứng khởi, những điều tốt đẹp nhất trong một năm mới. Gala Tết quê hương 2024 không thuần túy là câu chuyện Tết được kể bằng nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, mà là sự tổng hòa nhiều yếu tố, nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc, thơ múa, tiểu phẩm, phóng sự, mang ý nghĩa nhân văn của chương trình. Xem xong Gala Tết quê hương Tết là nơi để về, cho chúng ta những cảm xúc thiêng liêng của Tết đối với mỗi người, mỗi gia đình. Chương trình sẽ phát sóng vào đêm 30 Tết gồm 3 chương: Hương sắc mùa xuân, Mơ xuân nhớ Tết, Xuân sum họp Tết đoàn viên. Phát sóng đêm mùng 1 Tết gồm 3 chương: Tết quê hương, Những mùa hoa thương nhớ, Khát vọng mùa xuân.